Ủa sao đi có một mình vậy? Bồ đâu? Cãi nhau rồi. Lại sao nữa? Anh đừng có nói nữa. Chẳng qua chỉ là không công khai lên các trang mạng xã hội. Vậy mà hôm qua anh ấy còn nổi nóng với em nữa. Ủa, anh thấy chẳng phải hai đứa ra mắt ba mẹ của hai bên rồi hay sao mà vẫn chưa công khai? Thì chỉ là các trang mạng xã hội thôi mà, chứng minh được điều gì chứ? Đúng, em nói chỉ là trang mạng xã hội, chỉ cần em bấm bấm mấy cái là anh ấy sẽ không gây chuyện với em nữa. Nhưng mà mạng xã hội của em còn có sếp, đồng nghiệp của em nữa. Em là nghệ sĩ hay gì? Cái gì? Em yêu vào em sợ bị tụt follow, hay là em yêu vào sếp đuổi việc em? Chẳng phải vẫn còn họ hàng nữa hay sao? Em chưa đủ 18 hay gì mà còn sợ họ hàng ăn cấm? Yêu mà không công khai á, nó giống như là đi taxi vậy. Rõ ràng là em ngồi trên xe, nhưng mà tài xế vẫn để tấm bảng chống đó. Em biết vì sao tài xế làm vậy không? Tài xế nói á, là cuộc sống không có gì dễ dàng cả, muốn tìm thêm ai đó để ghép vào, để kiếm thêm một chút. Công khai tình yêu ấy, là sự tôn trọng đơn giản nhất đối với người mình yêu. Em không công khai, không phải là vì những lý do trên, mà chẳng qua là em đang muốn kiếm thêm đường lui, muốn xem thử là có xe ghép không mà thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.